tên chớp đang trốn trong liều, phải bắt hắn cho bằng được. Chú Mà Nết, chú Mà Nết, chú ơi chú. Tình hình chồng tôi bây giờ sao rồi? Hiện giờ tình trạng ông ấy bị liệt, ông ấy không thể cử động cơ thể hay nói được, nhưng vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy. Chắc là người vẫn chưa biết chuyện này đâu. Bà vợ Mani của người cũng là do em giết chết bà đó. Con nhớ lại hết rồi. Hả? Thanh à? Dạ. Cậu mau đưa cháu tới gặp tôi đi, tôi sẽ dẫn nó đi gặp ngài ấy. Thầy, nếu có tới tìm thầy thì phải báo cho tôi biết, để tôi còn loại trừ hậu quả. Bà dám trở mặt với tôi hết lần này tới lần khác, lần này thì bà đừng hòng. Đứa bé ra sao rồi? Nó ở đâu? Còn sống hay đã chết? Dạ, nó vẫn còn sống thưa phu nhân. Là Chốc đó. Chốc, nó chính là con ruột của ngài. Ông đưa nó rời khỏi Vranakoni, nếu không tôi sẽ giết nó. Tôi giết luôn cậu. Sao chú lại cản con? Người ta muốn giết chết chú, giết luôn con nữa. Chú không muốn con giết chết anh ruột của mình. Con với Pat là anh em sinh đôi đó. Bản di chúc nhảm nhí này không nhận được sự đồng ý từ ngài. Làm sao cô biết thân con không đồng ý chứ? Có Bim ở đây mà, Bim sẽ làm nhân chứng. Chị nghĩ là tôi sẽ đứng yên để chứng minh cảnh các người hạnh phúc hay sao? Tình anh đi chốc à? Anh thật sự không có giết cha nuôi của em. Em tin anh. Xảy ra chuyện gì vậy quá sĩ? Em đã nhờ em tới nói là cô ấy nghi ngờ bà Ương có thể đang trốn ở tiệm thuốc của thầy Sông. Bây giờ tôi sẽ kết thúc chuyện này với bà. Cả hai đều phải chết. Đừng lại đây nữa, đừng lại đây nữa. Tôi sợ lắm, đừng lại đây. Muốn gì vậy hả? Theo như tôi đã kiểm tra thì bệnh nhân đúng là có vấn đề về thần kinh. Cậu Manat đang nghi ngờ là bà Ương giả điên. Nếu như đó là sự thật, cô ta chắc chắn đã lên kế hoạch gì đó. Đám cưới thằng Phát mình sẽ phải đẹp nhất. Ngoài đó là ai vậy? Không nhận ra vợ của người sao hả thân con? Hãy thả cha con ra đi Diệu. Mày giết nó đi, tao sẽ thả ông ta ra. Nếu như mà có một đứa phải chết thì mày hãy chết đi cháu. Bà